Hello, hello, xin chào mọi người đến với kênh em Baby Gin nha. Hôm nay mình sẽ đãi mọi người ăn món đu đủ nè. Đu đủ vừa chín tới nha mọi người, rất là ngon luôn đó. Bây giờ mình sẽ bắt đầu vọt đu đủ nhé. Đu đủ này còn mũ luôn nè mọi người. Đu đủ chín cay luôn nha. Mình ở quê thì mọi người xem kênh của mẹ Ghi nhá, nhớ một mà Ghi nhé mọi người bằng cách là nhấn like và theo dõi kênh của mẹ Ghi nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye. Bye bye.